Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đứng trên đồi Trần Giấy, Chủ tịch Thưởng vung gươm chém gió. Chiều ngày 12 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng có cuộc gặp mặt 56 nhà khoa học quốc tế và Việt Nam tham dự hội nghị khoa học quốc tế Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ. Trong cuộc gặp này, vẫn như mọi lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông Võ Văn Thưởng lại chém gió. Ông nói rằng xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ dân tộc và sức mạnh đất nước. Cũng như 478 năm trước, ông Hồ Chí Minh cũng chém gió nghe rất kêu rằng ông hy vọng Việt Nam sánh vai cùng cường quốc Nam Châu nhờ các cháu học sinh. Nói thẳng ra là ông Hồ Chí Minh muốn nền giáo dục Việt Nam đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc Nam Châu. Và bây giờ đã hơn 2/3 thế kỷ, Việt Nam có sánh vai các cường quốc Nam Châu hay không thì không cần phải giải thích nhiều, ai cũng biết cả. Ông Võ Văn Thưởng đang vung gươm chém gió. Câu nói hôm nay của ông Võ Văn Thưởng tuy khác lời của ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm, nhưng về ý nghĩa thì chẳng khác gì mấy. Vẫn là muốn Việt Nam phát triển như các nước khác, nhưng chỉ là nói suông. Nếu nói theo ngôn ngữ thời nay thì ông Võ Văn Thưởng đang chém gió. Và cả ông Hồ Chí Minh cách đây 78 năm cũng như thế, vẫn chém gió chứ chẳng có chiến lược nào cả. Chỉ biết chặn đầu này ép buộc đầu kia, cấm làm thế này, cấm làm thế kia, và cuối cùng giáo dục thì nát bét. Để nâng tầm được trí tuệ dân tộc thì phải đi từ cái gốc, đó là giáo dục. Nhưng hãy nhìn xem, thực tế cho thấy giáo dục Việt Nam như thế nào. Có người thì bảo nó nát như tương, có người thì cho nó là bị lạc lối chứ không phải chậm tiến, vân vân. Nói chung là giáo dục rất tệ. Muốn biết giáo dục Việt Nam ra sao thì cần nhìn thực trạng là biết ngay. Vào ngày 11 tháng 8, tờ báo Tuổi Trẻ cho biết Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 7 giáo viên kế toán và trường tiểu học và mầm non Đồng Tháp bị khởi tố do liên quan mua bán dùng bằng giả. Chưa hết, mới đây báo chí cho biết rất nhiều học sinh quyết định không thi vào đại học để xuất khẩu lao động. Không những thế, rất nhiều giáo viên dạy giỏi cũng bỏ dạy để đi xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời. Trường công an thì thí xôm nộp đơn quá đông, trong khi đó trường sư phạm thì bị ghẻ lạnh. Đứng trên nền giáo dục thế này, ông Võ Văn Thưởng muốn nâng tầm trí tuệ dân tộc và sức mạnh sao cho được. Giáo dục là cái chân, cái nền móng để tạo ra các nhà trí thức. Tuy nhiên, với nền giáo dục hiện nay thì chẳng khác nào đôi chân bằng giấy cả. Nó không có tạo ra trí thức đủ tốt để nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Hãy xem nền giáo dục Việt Nam tạo ra được những công trình khoa học nào cho thế giới thừa nhận đây. Thế giới đã đi quá xa, Đảng Cộng sản vẫn kìm hãm nền giáo dục nước nhà trong đầm lầy mê muội, bởi họ xem giáo dục là công cụ phục vụ cho Đảng. Trước đây 78 năm, ông Chủ tịch nước cũng đứng trên đôi chân giấy chém gió trước quốc dân đồng bào. Và nay thì cũng như thế. Một ông Chủ tịch nước cũng lại đứng trên đôi chân giấy chém gió một lần nữa. Và nếu Cộng sản còn cai trị sau 78 năm nữa, thì cũng sẽ có những ông Chủ tịch nước đứng trên đôi chân giấy và lại tiếp tục chém gió. Giáo dục nát như thế này thì xây dựng trí tuệ dân tộc thế nào cho được? Không một quốc gia nào phát triển được bằng cách chém gió cả. Ở Việt Nam, đâu chỉ có ông Chủ tịch nước đầu tiên và Chủ tịch nước đương nhiệm chém gió, mà lãnh đạo khác trong tứ trụ vẫn chém gió đều đều. Nếu Đảng Cộng sản tốt, có năng lực quản lý đất nước, thì nó đâu cần phải lên gân và lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ để thực hiện việc tô hồng cho cái chế độ này làm gì. Nếu làm tốt thì hữu xạ tự nhiên hương, chứ cần gì phải bịa chuyện, phải tung hô, phải vẽ vời ra lý tưởng này, lý tưởng kia. Ngay cả Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đứng trên đôi chân bằng giấy để mà chém gió, chứ đảng này có làm gì được cho đất nước, rút ngắn được khoảng cách với các nước ở xung quanh. Đó chính là cái thiệt thòi mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Đứng trên đôi chân giấy, Chủ tịch Thưởng vung gươm chém gió luôn. Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, đảng lo cứu đại gia. Tình hình kinh tế tại Việt Nam hiện nay là vô cùng ảm đạm, nền sản xuất gần như bị tê liệt, số lượng công ty giải thể đến hàng chục vạn và công nhân mất việc thì tràn lan. Đã từ lâu, Sài Gòn là nơi mà mọi tầng lớp lao động đều tụ về để mà kiếm việc làm. Tuy nhiên, giờ đây họ phải tháo chạy khỏi nơi được cho là thiên đường việc làm. Theo báo chí nhà nước cho biết, nhiều dãy nhà trọ gần các khu công nghiệp ở quận Bình Tân, dù từng được gọi là thủ phủ của nhà trọ ở Sài Gòn, nay rơi vào cảnh trống phòng quá nửa, để bảng cho thuê cả tháng mà không ai tới hỏi. Nền kinh tế của Việt Nam tan nát
dân đói đến thế này. Là đầu tàu kinh tế, Sài Gòn hiện nay như một cỗ máy giả nua, cũ kỹ. Nó bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản và biến thành nguồn khai thác cho Đảng suốt 48 năm qua, mà cho đến nay sức nó đã cạn kiệt. Làm một động cơ thì chủ cũng phải chi tiền bảo dưỡng, duy trì. Đằng này, Đảng Cộng sản đã dùng cỗ máy này suốt 48 năm mà không hề bảo dưỡng, không hề tra dầu, vân vân. Thì Sài Gòn làm sao còn có sức để mà thực hiện vai trò đầu tàu kinh tế. Sài Gòn, người không trụ được thì phải rời thành phố, còn người trụ lại thì phải sống cực kỳ thiếu thốn. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết công nhân trong bão giảm việc làm chỉ có 100.000 đồng, tức là khoảng hơn 4 đô la, nhưng phải chi tiêu gói ghém trong một tuần để cầm cự. Với mức sống này thì được xem là chết đói rồi. Sài Gòn như con ngựa già, giờ nó lê từng bước, không biết kéo nổi bản thân được hay không. Nói gì nhiệm vụ kéo cả nền kinh tế của Việt Nam. Sài Gòn rất thuận tiện, có cảng sông lớn, ra biển rất gần. Việc đầu tư hạ tầng cho vận tải ở đây rất thuận tiện cho việc phát triển các thành phố. Tuy nhiên, thành phố này đã bị Trung ương chấn lột đến 82% nguồn thu, thì còn đâu để mà xây dựng nữa. Đến tuyến metro Sài Gòn Suối Tiên cũng phải đi vay vốn ODA để làm, thì thành phố này còn gì mà phát triển được đây. Sài Gòn, đầu tàu kinh tế cả nước, bây giờ trở nên hoang tàn như thế. Sài Gòn đã kiệt sức, nền kinh tế Việt Nam giờ cũng tan nát. Khủng hoảng từ doanh nghiệp đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành ngân hàng. Sự khốn đốn của nền kinh tế đang đổ lên tất cả, từ giới đại gia cho đến người dân nghèo. Tuy nhiên trong đó, người dân nghèo phải gánh hậu quả nặng nề nhất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Đảng có lo cứu dân nghèo hay không? Câu trả lời không một chút do dự là không. Không bao giờ Đảng là cứu dân nghèo, mặc dù Đảng tự xưng là đại diện cho tầng lớp lao động. Vậy Đảng lo cứu ai trong lúc nền kinh tế tan nát như thế này? Đảng lo cứu các đại gia mà thôi. Ở các bản tin trước, Thời báo .d đã nói về việc ông Nguyễn Thanh Nghị hỏa tốc yêu cầu Thủ tướng cứu các đại gia bất động sản. Và giờ đây, ông Phạm Minh Chính đang thực hiện điều đó. Ông Chính yêu cầu các ngân hàng nhà nước phải mở van tín dụng cho bất động sản. Bản chất của chế độ này là như thế. Khi người dân nghèo đói đến mức phải dùng 4 đô la để mà ăn trong 7 ngày, còn các đại gia bất động sản, những kẻ tạo ra nền kinh tế bong bóng, thì Đảng Cộng sản lại chọn cách cứu đại gia, tức là cứu những kẻ đã tước mất cơ hội an cư của người dân Việt Nam. Đảng là như vậy, họ nói họ vì dân, nhưng cần phải sửa lại khâu câu hiểu này thì mới đúng, phải thêm từ giàu sau chữ vì dân, Đảng vì dân giàu. Đã 48 năm, có bao giờ Đảng Cộng sản chứng minh được câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu là sai đâu? Họ nói một đường, nhưng họ lại làm một nẻo. Ngày nay, Đảng Cộng sản làm chính sách, khi họ ra quyết định, gần như họ không bao giờ nghĩ tới người dân nghèo, mà họ chỉ nghĩ đến người giàu. Bởi khi tạo ra cơ chế cho người giàu hút tiền, thì lãnh đạo cũng giàu theo. Chứ còn tạo điều kiện cho người dân có cái ăn, cái mặc, thì Đảng không được lợi gì. Đó cũng là lý do họ đi giải cứu đại gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Sài Gòn kiệt sức như con ngựa già, nền kinh tế tan nát, dân đói, Đảng lo cứu đại gia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.